Hello chào Nhân nha. Bữa nay tiếp tục nghỉ nữa cả nhà. Thấy lấy xịt dài xuống châu nhỏ là gần nhà mình nè. Gà có cá, có quay cho cả nhà xem luôn. Mình đi tự giờ khúc cũng được nhiêu nè cả nhà. Đây. Đó, bọng cá lóc rồi nè. Với con khuy bự trong đó kìa. Giờ mình đi xịt dài dạo ngoái rồi có không quay cho cả nhà xem nữa nha cả nhà. Đồng đi thôi. Ôi ôi cá linh. Cá linh cái cá chốt cái đó mang lưỡi chưa. Xèo xèo có chốt cả nhà ơi. Cá lóc chạy bánh này. Lóc chạy bánh luôn rồi. Lóc cứng rồi cả nhà. Thả đi. Ra lên. Cá mồi hết biết cá mồi. Mày dinh. Cái trắng nhóc hết cả nhà ơi. Đầu màng trắng chưa. Mà dinh bự nè cả nhà. Dinh bự quất. Con nhỏ không bắt cho bự quắt. Đó cá lóc cả nhà. Lụm chú cá lóc. Không bắt nó cái nhảy cận. Nó lóc cả nhà. Ược lên. Rồi cái nhảy chạy nè. Lóc nè. Ốc là không thấy. Cá lóc ký lên nè cả nhà. Lóc cứng còn ăn được rồi. Cá chê. Cá trắng. Cá trắng mạnh kia luôn. Nó chơi em cả nhà. Thì trắng nó nướng ăn là bó phát. Cái chốt còn nào lấy nè cả nhà. Bành kia không nè. Bữa nào sớm sớm mình ba hả bắt. Cái này tối quá sợ về tối mũi chích. Mặn được. Cái lóc như vậy nha. Tối quá. Phúc không dám thấy. Chết nè cả nhà, chín nè. Một chú cá lóc nữa. Wow.
quá sát chỉ mưa tới cả nhà, đang thu lũ cho rồi. Qua đây khúc nó về được cả nhà. Chứ mưa tới. Sao hót mưa nữa. Chốt trắng còn chưa. Chốt bự không nhỏ đâu. Nè. Chết lóc nữa nha. Đó. Một chú nữa. Thấy con bụng cả nhà ơi. Hôm qua mình đi nước lớn trễ nó mưa nay không lẽ. Cái này chưa đâu. Đủ một chú nữa nè cả nhà. Trời ơi đâu mà rùa. Đâu cái này ụt lên. Trắng tư luôn. Lên xuồng. Qua đi kinh này không có nhà dài dài trên trển không. Mà 2 ký 2 ký mấy. Cái gì vậy, cái dữ thẳng tay. Nó khuy gì. Khuy gì không thấy. Quên là mất hì lên không thấy luôn. Thật lọc trọng rồi cả nhà. Lóc nó chê đi. Chê. Ở trong cây khó. Tức. Nè, cái chèo lớn nè. Cái trắng ngon không? Chiều rồi cả nhà. Mặt trời xuống phút dưới rồi. Thích muốn tối à. Xịt nó khúc nó về được cả nhà. Dính này ít thằng hoài lắm. Còn nữa hoài. Thank you.
Rùa bự cả nhà, rùa đồng. Cái gì chống nước rồi. Cái chê chắn ngại. Hôm nay còn cái chê nè. Này, chê trắng. Thôi trời cũng tối rồi cả nhà, sớm giờ mình sẽ cũng được nhiêu nè. Đây nè, nó mở cái lóc nè cả nhà. Này với cái chê rồi nè. Như đây cũng đủ quần cả nhà. Mà đều ít hơn qua. Được chừng phân nửa qua, cái lóc qua 2 ký mấy cả nhà. Bữa nay chừng 1 ký gì. Thôi cũng đủ ăn rồi. Thôi chúc cả nhà một buổi chiều tràn phúc bên gia đình, bên người thân nha cả nhà. Hẹn cả nhà clip sau nha. Bye bye cả nhà nha.